cho em được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến thầy Dương Trung Hiếu cùng toàn thể các anh chị em trong nhóm. Cùng hưởng ứng phong trào làm video giới thiệu về bản thân, thì hôm nay em sẽ được làm một video giới thiệu về bản thân em. Em tên là Nguyễn Hoàng Long, năm nay em 23 tuổi, sinh năm 1995 và em tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp, ngành đô thị, thiết kế cảnh quan. Công việc hiện giờ của em là thiết kế cây xanh, thiết kế phòng văn bộ, kế phá và thiết kế công nghệ thiết kế. Em có một công việc phụ nữa, đó là kinh doanh online, và cụ thể mặt hàng kinh doanh đó là quần áo cùng với bạn của em. Thì em biết đến YouTube cũng lâu rồi, nhưng mà trước em chỉ dùng YouTube để sử dụng nó là một công cụ để giải trí, xem các video giải trí thôi. Và em cũng không biết kiếm được tiền, với cả em cũng không kiến thức gì thì làm YouTube cả. Mãi năm vừa rồi, năm 2017, cuối năm 2017 thì tình cờ diễn viên, hay là do diễn viên, em có xem được video của thầy Dương Trung Hiếu, thì xem được những cái rất hay, nên là thầy xem để chia sẻ rất nhiều thứ về cuộc sống, về tư duy, đặc biệt là tư duy tích cực, về công việc. Ta sẽ luôn vui vẻ hòa đồng, giúp đỡ nhau trên con đường nhân mô.